Và bây giờ là Hoàng Đức. Hoàng Đức rất chính xác, tỷ số là 1-1. Bóng đá đập vào cột sau. Bùi Tiến Dũng không về. Số phận đã không mỉm cười với Bùi Tiến Dũng. Đức Chiến đánh bại được thủ thành Thành Diệp. Tỷ số là 3-2, tạm thời vẫn nghiêng về phía các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Esam vẫn thực hiện chính xác